Cách đi máy bay có thể dùng thông tin trên ứng dụng VNID thay giấy tờ. Cảnh báo tiêu thụ điện tăng cao khi nắng nóng, giá điện tăng từ ngày 4 tháng 5. Từ mùng 5 tháng 5, chậm nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị tính lãi. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tiêu dùng của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam được phát trên các nền tảng số của VOV TV Tiêu Dùng. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cảng vụ hàng không, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp khai thác sân bay và các hãng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNID theo công văn số 1101 của Bộ Công an. Theo Cục Hàng không, văn bản số 1011 ngày 11 tháng 4 của Bộ Công an đã hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59-2022 NDCP về định danh và xác thực thư điện tử quy định. Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. Theo hướng dẫn của Bộ Công an, để đảm bảo xác thực tính chính xác khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động giao dịch điện tử thay thế giấy tờ tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Bộ Công an thông báo đã cập nhật tính năng kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa nắng nóng năm nay nhiệt độ tăng cao từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm, đồng thời xuất hiện nhiều đợt nắng nóng cục bộ. Trong thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện thường tăng cao. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện năng tăng cao là do khách hàng sử dụng điện cho các thiết bị làm mát trong những ngày nắng nóng. Trong số đó, máy điều hòa là một trong những thiết bị hao tốn điện năng và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong các hộ gia đình. Đặc biệt, khi nhiệt độ môi trường tăng cao thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa cũng tăng dù thời gian sử dụng có thể không thay đổi. Bên cạnh đó, theo quyết định 377 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1920,3732 đồng/kW chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng từ ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023. Như vậy, giá điện mới được điều chỉnh tăng thêm hơn 55,9 đồng/kWh tương ứng với mức 3%. Sau hơn 4 năm không được điều chỉnh kể từ lần gần nhất hồi tháng 3 năm 2019, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng nhẹ. EVN khuyến cáo để tránh tình trạng tiêu thụ điện vượt ngoài tầm kiểm soát, các hộ gia đình cần chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện, đặc biệt lưu ý với các thiết bị làm mát và thiết bị điện công suất lớn, cùng với việc chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, khách hàng cũng nên thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình. Bộ Tài chính ban hành thông tư số 18-2023, quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt tranh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính, thông tư 18. Trong đó có nhiều điểm mới mà người vi phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông đường bộ cần lưu ý. Thông tư 18 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2023. Theo thông tư, mọi cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt khi quá thời hạn và cứ mỗi ngày chậm nộp sẽ bị tính thêm 0,05% ngày trên tổng số tiền chưa nộp. Số ngày chậm nộp bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thu tiền phạt căn cứ vào quyết định xử phạt của người có thẩm quyền. Khi nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại, người nộp phải xuất trình quyết định xử phạt. Nếu chuyển khoản, người nộp ghi rõ nội dung nộp phạt, số quyết định. Người thu tiền phạt trực tiếp phải lập bảng kê theo mẫu và nộp toàn bộ vào kho bạc nhà nước theo quy định. Người bị xử phạt phải xuất trình hoặc gửi chứng từ thu nộp để nhận lại giấy tờ tạm giữ. Ngoài ra, thông tư 18 cũng quy định không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt. Thưa quý vị, thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều chiêu trò, phương thức lừa đảo tinh vi ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của người dân. Đáng chú ý nhất là vụ việc 1 phần 3 lượng ga lưu thông trên thị trường được phát hiện là ga giả. Rất nhiều vỏ bình ga của các thương hiệu như Sài Petro, gia đình đã bị sáng chết trái phép. Đều đặn mỗi ngày có khoảng từ 2 đến 3 xe bồn với hàng chục tấn ga cấp cho trạm sáng chết trái phép Long Sơn tại Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trong khoảng 30 đến 40 phút, các đối tượng có thể sáng chết được vài trăm bình ga giả. Sáng chết trái phép đồng nghĩa với việc các quy trình về an toàn đều bị bỏ qua. Bên cạnh đó, ngay cả những chiếc xe bồn ga cũng bị các đối tượng làm giả thương hiệu. Việc tiêu thụ ga được sang chết trái phép hiện nay khá phổ biến ở nhiều địa phương, từ người dân đến các đại lý bán ga, hầu hết chỉ quan tâm đến giá rẻ và liên tiếp những vụ nổ khí ga đã xảy ra. Rất nhiều vụ sang chiết ga trái phép thường chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, trong khi lợi nhuận thu được thì rất lớn và hậu quả khôn lường bởi số vỏ bình ga bị chiếm dụng để sang chiết trái phép này không hề được tái kiểm định theo quy định. Nếu ga giả luôn là mối nguy thường trực với các hộ gia đình thì thực phẩm chức năng giả lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian qua, đã có hàng chục vụ tàng trữ, buôn bán các mặt hàng hóa là thực phẩm chức năng giả bị lực lượng chức năng phát hiện. Các đối tượng thường xuyên sử dụng các căn hộ cao cấp làm điểm tập kết hàng hóa rồi giao bán trên môi trường mạng, các kênh YouTube, Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử có tên miền từ nước ngoài với những lời quảng cáo rất hay, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Không dừng lại ở đó, lợi dụng tâm lý cả tin của người tiêu dùng khi livestream trên các trang mạng xã hội, một số chủ cửa hàng đã bán hàng giả, hàng nhái giá rẻ nhưng vẫn quảng cáo là hàng hiệu giá cao để kiếm lời. Các chiêu trò lừa đảo ngày càng được biến tướng dưới nhiều hình thức. Người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo, truy xuất rõ nguồn gốc, xuất xứ trước khi mua hàng, báo ngay cho lực lượng chức năng nếu có nghi vấn về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi cho chính mình và những người xung quanh. Mới đây, Google đã triển khai hệ thống dấu tích xanh dành cho những thương hiệu được xác minh trên Gmail. Tích xanh giúp người dùng xác nhận email nhận được đến từ thương hiệu hợp pháp hay chỉ là tin rác. Ngoài ra, việc xác thực email cũng giúp hệ thống bảo mật xác định và ngăn chặn thư giác. Những công ty đã áp dụng hình thức định danh thương hiệu để nhận dạng thư sẽ tự động nhận được dấu tích xanh. Khi người dùng lười trượt đến biểu tượng này, Gmail sẽ hiển thị thông báo. Người gửi email này đã được xác minh rằng họ sở hữu tên miền google.com và sử dụng logo làm ảnh đại diện. Theo Google, việc triển khai cơ chế xác nhận mới không chỉ giúp người dùng tự bảo vệ mình tốt hơn, mà còn ngăn chặn đáng kể lượng email rác spam, đồng thời cho phép các doanh nghiệp tổ chức củng cố uy tín thương hiệu. Việc Google thêm tích xanh giúp người dùng nhanh chóng xác định được rằng người gửi là một công ty hợp pháp và họ có thể tin tưởng được. Google cho rằng xác thực email giúp gia tăng sự tin tưởng của người dùng vào các nguồn email và mang đến trải nghiệm đọc và tạo nên một hệ sinh thái email tốt hơn cho mọi người. Để đăng ký tích xanh email, các quản trị viên của các thương hiệu cần truy cập trung tâm trợ giúp Health Center. Tại đây, người dùng có thể tìm hiểu các cách thiết lập định danh thương hiệu để nhận dạng thư và những thông tin cần thiết. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi những thông tin tiêu dùng mới nhất trên các nền tảng số của VOV TV Tiêu dùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.